tên sinh thời của chị gái Chủ tịch Hồ Chí Minh bạn biết không? Đây. Là gì? Theo em là gì? Đấy, là Nguyễn Thị Thanh. Đấy, thì đây nó chỉ là query trong cái file O của em thôi. Đấy. Thì cái cấu trúc này hoàn toàn có thể làm cho em hai việc. Một là em input question và em NLP answer ra. Đấy. Hai. Đây, ví dụ như là ai biết tên thật của mẹ Bác Hồ. Đấy nhá. Đấy. Đấy, em có thể ấn nút này hoặc là em đây em enter. Đấy. Và thứ hai nữa là em có thể dùng O query, tức là query trực tiếp vào cái file O của em. Anh lấy ví dụ chẳng hạn như là ở đây em có cái tên mẹ của Anh Quốc, nhưng mà em muốn muốn thực hành là tên chị gái Bác Hồ đúng không? Đây thì em thử hỏi là tên chị gái Bác Hồ thì anh thì em cứ đưa cái query của em vào thôi, đưa cái query của em vào đây. Thì em test thôi. Đấy thì output nó sẽ ra đây. Đấy. Tức là ở đây có hai chức năng cho em, việc là em NLP nó ra và em tự query nó ra. Thì đầu tiên tức là ontology đối với web language, thế thì all có nghĩa là một cái ngôn ngữ. Thực ra chính xác là nó là một cái cách thể hiện những cái kiến trúc thuộc tính cũng như là chủ ngữ cũng như là cái tâm của cái vấn đề. Thế thì chính vì thế cho nên là all thường được thiết kế ra nhiều cái nhóm tương tự như khác như em đã học đấy, ví dụ chẳng RDF rồi các thứ đấy, ABC đúng không ạ? Bởi vì all nó có tiện ở cái việc nó gọi là nó diễn tả được những các cái thuộc tính kèm lĩnh vực đó. Cho nên nhé, người ta mới đưa những cái bài toán là gì? Ví dụ chẳng hạn như là dựa trên những cái ghép của thuộc tính và nội dung diễn tả, nó dẫn tới những cái cách để người ta thể hiện một cái hình thái của đối tượng. Mở bài toán của em, đề tài của bọn em như thế này là bọn em muốn làm một cái máy search engine, một giao diện web. Khi người dùng đặt câu hỏi sẽ ra các mẫu có ý nghĩa tương tự, rồi phân tích câu hỏi ra dạng template, sau đó so khớp để đưa ra câu hỏi dạng pattern. Đấy, thì em có một cái chu trình làm như này, em hiểu không? Đấy. Yeah. Sau đó thì em có một cái ví dụ này. Đây, ví dụ chẳng hạn như là câu hỏi input Bác Hồ có tên khai sinh là gì? Đấy. Chưa đi vào chi tiết vội. Câu trả lời output Bác Hồ có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung. Thế thì bây giờ cái thứ tự em yêu cầu là đầu tiên anh phải là tạo mẫu template, mẫu pattern này, đưa về truy vấn và truy vấn trong O này, đưa sang câu trả lời dạng pattern này, tên người này, đúng không ạ? Đúng không ạ? Dạ. Thì ở đây nếu mà em làm đúng như 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 Python nó làm ở đây này, đúng không ạ? Đây, anh quay chúng ta quay trở lại cái vấn đề Python nhé. Thì đây ví dụ chẳng hạn như là em muốn test eat pizza đúng không ạ? Đây đây, em test eat pizza thì nó phải ra cái này đúng không ạ? Em muốn view class pizza thì nó phải ra cái này. Và tôi gọi chữ nano data, tức là tôi phải sửa ở trong data. Đấy. Tôi yes đi. Đấy. Và trong này tôi sẽ thêm một cái intent mới. Đấy, nó phải là như thế này đúng không ạ? Tức là từ những cái trả lời xương sẩu. Đấy. Tôi Ctrl O. À, bởi vì tôi đang làm với hai người đấy, Hoàng Thị Loan và Hoàng Nguyễn Thị Thanh. Thôi rồi, tôi cứ làm với Hoàng Thị Loan trước đúng không? Hoàng Thị Thanh thì em làm tương tự. Đấy. X. Tương tự, bởi vì tôi sửa trong NLU thì tôi sẽ phải sửa trong story. Đấy. Ví dụ như trong story là đây, tôi đã làm sẵn trong này, tôi copy. Đấy. Và các bạn lưu ý, bởi vì các bạn thêm intent, thêm action thì các bạn phải tương tự thêm vào trong domain. Đấy. Save nhá. Ctrl O. Enter, các chân X. Đấy, nào, trong domain này. Đấy, domain cũng phải thêm intent vào đây. Đấy. Tôi sẽ bật nó lên. Đấy. Thì khi đó nhá, thì cái này của tôi sẽ ship này. Tôi quay trở lại cái này và tôi F5 này. F5 này. À đây tôi tắt nó rồi. Đợi chút. Đấy, tôi phải index cơ. Đấy, rồi. Tôi chưa bật web. Tôi phải bật web này. Đấy nhá. Thì sẽ là output query này, output number này, output bot này. Đấy.